Sau cái chương trình ATM gạo ở Hải Dương và các tỉnh miền Trung, mình cũng rất là băn khoăn. Lúc đó mình cũng đang sử dụng một cái xe Mercedes cho cái công việc kinh doanh. Thì mình mới quyết định là mình bán chiếc xe Mercedes đó để một phần tiền để mua chiếc bán tải. Phần tiền thì sẽ đầu tư tiếp vào cái chương trình ATM gạo. Cái niềm vui khi mà làm cái ATM gạo này nó lấn át hết tất cả những bề ngoài, những cái sĩ diện. Cảm giác được, thí dụ như là có cả hàng ngàn người nhận gạo ở một điểm. Và những cái đó nó đem lại cho người ta cái niềm vui. Mình đặt nhẹ cái tôi, cái sĩ diện mình xuống thì mình giúp được cả hàng ngàn người. Thì mình trong cái lúc ngặt nghèo này thì mình nghĩ cái đó nó quý giá hơn là những cái sĩ diện hảo quyền khác. Mình điều chỉnh kích thước máy thấp lại để vừa cho cái việc chuyên chở nó tiện lợi hơn. Kết cấu của máy cũng điều chỉnh cho cái vòi với cái thiết kế nó vừa khi mà mình đặt lên xe bán tải, là chỉ cần tới nơi cắm điện là mình có thể sử dụng được liền. Cái máy di động của mình đều có thể đi đến tất cả các phố phường, người dân không phải đi từ cái quận này qua quận khác, tránh cái trường hợp là sẽ lây nhiễm chéo. Chỉ cần một người thôi có thể vận hành được một cái máy, một cái điểm ATM gạo rất là tiện lợi. Và một ngày có thể phát được vài trăm đến vài ngàn người. Trong 10 năm qua, cái đội ngũ của mình cũng học hỏi được rất nhiều về một cái hệ thống hơi công nghiệp. Dịch xảy ra thì nhờ cái đội ngũ đó nên cái máy của mình làm trong một thời gian rất ngắn, làm ở rất nhiều điểm nên cái số lượng gạo cần rất là nhiều. Tuy nhiên thì hiện giờ mình chỉ mới huy động được khoảng mười mấy tấn thôi. Mình cũng sẽ cố gắng kêu gọi hội doanh nhân. Mỗi người không cần phải đóng góp nhiều, thì có thể mỗi người khoảng vài ký, vài chục ký thôi thì giúp được rất là nhiều người. Gia đình sắp tới của mình thì mình sẽ cố gắng hỗ trợ thêm quận Gò Vấp cũng như thành phố Thủ Đức. Thì cái ATM gạo của mình nó lan tỏa hết xung quanh thành phố Hồ Chí Minh. Và mình cũng cố gắng để khi mà ở tỉnh thành nào có dịch bùng phát thì mình sẽ hỗ trợ